Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay như Hùng đã nói, chúng tôi sẽ không nhắc nhiều về một Hồ Đậu Thu cho âm nhạc, bởi vì là tiếng hát ấy, nhân dáng ấy, quý vị đã yêu thương quá nhiều rồi. Và chúng ta đã có quá nhiều những kênh thông tin Hồ Đậu Thu ra sao, hát thế nào, chất lượng ra như thế nào, mọi thứ đã được quý vị gọi là bảo chứng hết rồi. Nhưng mà cũng phải nói một chút xíu là trong âm nhạc người ta hay gọi chị là người đàn bà say. Bởi vì là thật ra những ca khúc đưa chị đến với đông đảo công chúng, đa số đều là những ca khúc có một tí rượu trong đấy, ha? Nổi đình nổi đám để ta say, sau đó là đến say đi này, tới một loạt những ca khúc hit toàn là liên quan đến say. Chị cảm thấy cuộc đời chị nó có duyên với rượu không? Ngoài đời thì chị là người không phải uống nhiều hả? Thực ra khi mà Hồ Lệ Thu gặp lại ca sĩ Tuấn Hưng, lần đầu tiên Thu và Tuấn Hưng thì rất thân khi còn Việt Nam. Thì khi mà Tuấn Hưng qua đây diễn thì lần đầu tiên mà hai đứa gặp lại nhau á, Tuấn Hưng bảo: "Ơ, cái bà này hồi xưa bà có biết uống giọt nào đâu, bây giờ bà uống ghê thế." Thì Thu nghĩ khi mà ai cũng vậy, khi trong một cái cơn buồn, một cái nỗi buồn, một nỗi cô đơn nào đó, mình hay mượn rượu để giải sầu. Đúng rồi. Thì trong cuộc đời Hồ Lệ Thu thì quý vị cũng biết, thăng trầm, nhiều chuyện sóng gió, thì trong những cái lúc đó Hồ Lệ Thu cũng đã có những cái lúc mà phải mượn cái ly rượu để giải sầu. Rồi khi mà cái bài hát Để Ta Say của Nhật Tân viết á, là viết cho đúng Hồ Lệ Thu trong cái tâm trạng cái lúc đó. Biết sau một lần say, sau một lần mấy anh em cụm ly với nhau, uống với nhau rồi, tự nhiên có thể là trong những phút say mình chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của mình, và đâu đó có lẽ là anh ấy đồng cảm được, phải không? Và cái ca khúc đã ra đời do chính là từ những cái cảm xúc đó. Và thực ra quý vị biết là thực sự khi mà Thu hát bài đó, Thu cũng có một chút lâng lâng cái men say trong người khi hát trong phòng thâu nữa. Tại vì trong thời gian đó là Cứ Sang và Nhật Tân rồi chia sẻ anh em rất là thân. Thì khi mà anh Quỳnh Nhật Tân viết bài đó xong rồi Thu vào phòng thâu thì tự nhiên cũng cảm thấy muốn uống một ly rượu để hát. Cho nên là khi đó thì hát Say thiệt đúng không? Có chút lâng lâng thiệt say phải thiệt. không? Nhưng mà Thu thấy là mọi người mỗi lần đi karaoke ai cũng nói phải uống say say một chút, Đúng. hát mới hay đúng không? Cái bài này cứ phải có một chút rượu vô. Tự nhiên bây giờ nó thành một slogan, tức là ai mà muốn hát về để ta say là phải uống một chút. Yêu mấy cái lần có đi show chung chị Hồ Lệ Thu là thường thường, thưa quý vị có biết đó, là việc đầu tiên là khán giả cho kêu Hồ Lệ Thu vô trước rồi hát. Cứ phải vô một ly rồi hát chị hả? Đúng rồi. Mà cho tới bây giờ em nghĩ chị đã hát hàng ngàn lần cái bài này rồi, nhưng mà khán giả vẫn cứ yêu cầu. Chị đã bao giờ Phải cảm nói thấy chắc là thực sự là mình quá hạnh phúc với cái điều đó không á? thực sự là rất là hạnh phúc. Tại vì một người nghệ sĩ mà có một cái bài hát mà gắn liền với tên tuổi Đúng mình rồi. thì người nghệ sĩ đó có thể là đã sống trong lòng khán giả Tức là có được một cái chỗ lâu đứng nhất dài. định trong lòng khán giả rồi, bởi vì là nhắc tới Hồ Lệ Thu là nhắc tới Để Ta Say, bây giờ đến Say Đi, rồi sắp Thì tới lại còn nhiều cái nữa đúng không ạ? khi mà hát bài say đó, khán giả cứ mời rượu rồi rồi cứ như vậy, từ từ cái đô lên hồi nào không hay. Đô lên hồi nào không Tức là ngày hay. xưa khi mà quen với anh Tuấn Hưng, ngược dòng thời gian lại chút xíu, ngày xưa đó ở Sài Gòn là gần như thời điểm đó chị chưa hề uống rượu, Không biết uống, không không biết biết uống uống, luôn. không biết uống luôn. Mà đến sau này rồi bạn bè ở Việt Nam gặp lại rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ là thực ra thì khi mình vui mình uống thôi. Đúng rồi. Còn một người nghệ sĩ nếu mà ngày nào mình cũng rượu chè thì chắc chắc chắn là không giữ được cái vóc dáng này rồi. Vâng, thưa quý vị, đi qua những sóng gió của đời sống, đi qua rất nhiều những cung bậc của cảm xúc, người nghệ sĩ cũng là những con người và cũng phải trải qua những hỉ nộ ái ố của đời sống, cũng yêu thương mong manh, cũng tan vỡ, cũng chia ly, rồi cũng ngọt ngào hạnh phúc. Mà rõ ràng là mỗi một nghệ sĩ sẽ tìm đến một cái gì đó để bấu víu lấy cái nỗi buồn của mình, để khỏa lấp đi những khoảnh khắc cô đơn của mình. Thì rượu không phải hoàn toàn là tốt, nhưng ở một thời điểm nào đó nhất định trong cuộc đời của mình, nó đã giúp chúng ta nguôi ngoai đi phần nào cái nỗi buồn, nỗi cô đơn, phải không chị ha? Thì chị nghĩ là theo như Thu nghĩ thưa quý vị, những cái bài hát mà hay mà để lại dấu ấn trong lòng khán giả từ hàng thế kỷ thì cũng là những bài hát từ những cái Đa câu số phải chuyện có tình. mất mát gì Đúng đó, phải không? tổn Đúng thương, rồi. phải Những rách chuyện nát, phải tình này chia kia. ly, những cái gian dở Đúng thì rồi. những cái bài đó nó cứ nằm hoài trong lòng khán giả. Còn những bài hát vui á thì lại rất là ít. Nó làm người ta vui rất nhanh nhưng mà thoáng qua chị hả, nó không có đọng lại nhiều chị hả? Đó, tại vì trong cuộc đời không có ai mà không có một lần, ít nhất là một lần trải qua những cái đau khổ. Thì đâu đó trong bài hát khi mà mình nghe thì mình sẽ cảm nhận được mình đang ở trong cái hoàn cảnh đó của bài hát. Cho nên là những cái bài hát đó thường dễ đi vào lòng người. Cho nên là có lẽ là những cái tâm sự trong bài Để Ta Say của Hồ Lệ Thu cũng phải riêng gì của Thu, mà rất là nhiều khán giả khi mà nghe thì cũng cảm nhận được chính mình trong bài hát đó. Có lẽ là vì vậy cho nên là bài Nó hát rất nó đời.
đơn giản về bài hát rất là đời, phải đúng không chị? Rồi. Tức là nó chạm đến những cái câu chuyện của đời sống, và thực sự là Hùng đã thấy kể cả trong những show chùa mà vẫn yêu cầu là tôi hát để ta say, nhà thờ cũng để ta say, tức là bất chấp mọi những cái môi trường show, thưa quý vị. Bởi vì rõ ràng đây là một những bài hát rất là đời, và ai một cô gái giống như có nhiều người nhiều khi họ buồn quá, họ mượn cả ca khúc của Hồ Lệ Thu luôn, giống như kiểu như là họ có những người họ đã từng chia sẻ là có những khi mà họ không phải là người phụ nữ có thể dễ dàng nói ra cái cảm xúc của mình, nhưng mà nhiều khi trong những cuộc vui họ cố tình họ mở karaoke bài Để Ta Say, họ nhập tâm vào họ hát để họ cho một người nào đó biết được về cái đúng điều rồi, đó. Đúng rồi, là mượn rượu thọ tình cái gì đây là mượn bài đúng hát rồi. Để nói lên cái tâm trạng của mình chị hát. Đúng rồi. Rồi nối tiếp với Để Ta Say là Say Đi. Say Đi. Say yeah. Đi thì lúc đó chị vẫn lại nâng lưng men rượu hay không, hay là lên đô rồi lúc đó là có uống một ly vẫn không có gì? Lúc đó là lên đô rồi. Thì lúc mà trong sau một thời gian mà khán giả nghe cái bài Để Ta Say thì khán giả rất là thích và đề nghị là Hồ Lệ Thu ơi, say tiếp đi, kiếm bài say nữa đi. Đừng tỉnh, đúng không? Thì Hồ Lệ Thu về nói anh Tân ơi, bây giờ mình làm bài nữa đi chứ bây giờ khán giả yêu cầu nhiều quá. Thì lúc đó anh Quỳnh Nhật Tân mới viết bài Say Đi. Thì khi mà ra sân khấu thì Thu hay đùa, nhưng mà thực sự nó cũng giống là nó cũng là thật, là khi mình đã bắt đầu say rồi lúc đầu mình chưa biết uống, mình tập uống để mình quên đi nỗi buồn, và khi mình đã thấm cái ngấm cái nỗi buồn đó vào người rồi thì lúc mình cầm ly rượu là mình chỉ muốn say đi, mình không còn muốn nhớ mình nữa trong cái giây phút mà đau khổ đó. Mà khi càng lên đô rồi thì càng cảm giác là muốn say đi nó hơi khó, phải không ạ? Say chứ cũng say. Cũng say, phải không ạ? Nhưng mà rõ ràng là, vâng thưa quý vị, người ta nói là thường thường một ca sĩ khi đã quá hit với một bài hát nào đó thì đến bài hát thứ hai đó thì cái hiệu ứng có thể nó sẽ không được như bài một. Nhưng thưa quý vị, là Say Đi cũng lại là một lần nữa lập một cú hit, chị Hà. Say Đi cũng lại là một ca khúc mà khi mà người đàn bà đã tự tìm vào cơn say, rõ ràng người ta đang rất là cô đơn, đang rất là buồn, chị Hà. Chúng ta đã nói rất nhiều về Say Đi, thì thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức MV Say Đi mà nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu tiếp tục mang tới để gửi tặng cho quý vị ngày hôm nay, thêm một sáng tác nữa thật hay của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Hãy cùng thưởng thức quý vị nhé, xin mời.
say đi để không để cười chua cay, say đi quên đi mộng vàng dối trá. Người đã xa đi tình cũng chia ly, say cho quên hết những đêm dài khờ, say cho quên hết một thời đam mê, say đi quên đi mặt nồng dĩ vãng. Người đã phụ ta, người bỏ ta rồi. Ngày xưa đến chưa, người đã phụ ta nhưng ta vẫn yêu người. Say đi quên đi lòng người đến chưa.